Thôi để tí cô lên trên kia. Lên khu nuôi cá sấu. Cá hổ à? Con này nó sóng ra nhỉ, chết nhỉ. Ôi nó hụt, nó hực lên. Hả, cái thế cửa bên kia mà, ui con này, con mẹ trong rồi kìa. Con ta đùng cái con ngủ kia kìa. Nhưng mà to thế, to đùng kìa. Nhưng mà bất quá nhỉ, to thế. Thế này người ta phải làm kín này, chắc là em nó ra đâu. Ra đớp thì thôi rồi, mời đớp. Nó nằm kia rồi. Con đĩ kia nằm kia cho con cá sấu đâu, ui cá sấu này. Cháu cho nó chạy à? Dạ, nó hơi nắng. Ơ à, cái loại này toàn ăn thịt thì cháu giờ thịt gà, thịt lợn à? Dạ, thịt lợn, thịt bò. Nhưng mà loại nhỏ này thì nó không ấy rồi, to nó mới giữ ấy kìa. Dạ, cái này nó chưa cô. Cô tưởng loại to nó mới giữ. To là cái này to nó được. À thế à? Ô, toàn phơi nắng ở trên này. Đâu hiền thế, nhưng mà các cháu có dám vào tận trong này sát nó không? Vào mất hết luôn cô. À thế à? Dạ, cái sáu mình nuôi ra thôi. Đó. Cô tưởng là cháu nuôi quen rồi thì nó quen qua lớp cầu thang làm đơn đôi cái gì làm đơn tập về tuần này tuần mỗi lần đó ban ngày thì chưa nắng. Cô nhìn nó kiểu như hình như một lứa đúng không nhỉ, toàn giống nhau. Đây có con chục đâu hết đấy. Có cái bể nó sâu chưa? Đây, nhìn một con đang bò kìa. Trường nhìn một con đang bò kìa. Nhưng loại này cô nghĩ là vẫn là loại nó vẫn non đúng không nhỉ? Chưa già nhỉ? Nó 2 năm rồi. Đúng rồi. Ui ui, cái con này giờ nó ra đi rồi. Nó thấy mình vào. Giữ chưa? Đi đi xuống đi. Ừ, hai con đừng cái đấy. Ờ, gì nhỉ? Ờ, để Facebook. Facebook gì? Lưu để Facebook. Tiểu Lưu. Xin lưu mẹ đi. Xuống nắng lắm tí nữa. Cây hoa này đẹp quá. Cây hoa này.